Cú bẻ lái bất ngờ của tiến sĩ người Việt từng làm việc ở hơn 20 nước. Trương Văn Tiến là cựu sinh viên ngành kỹ thuật hàng không trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp năm 2008, anh nhận được học bổng tiến sĩ toàn phần ngành kỹ thuật hàng không và thông tin của Đại học Konkuk, Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Hàn Quốc năm 2013, anh tiếp tục nhận được lời đề nghị hợp tác làm việc ở Pháp và Singapore. Trương Văn Tiến chọn Đại học Quốc gia Singapore, NUS, trường đại học nằm trong top 20 thế giới để làm việc. Từ đây, những nghiên cứu của tiến sĩ Tiến tại Viện Temasek thuộc Đại học Quốc gia Singapore phục vụ cho các dự án quốc phòng của nước này. 4 năm sau, Trương Văn Tiến tiếp tục nhận lời đề nghị hợp tác nghiên cứu từ hai giáo sư đầu ngành của Đại học Queen, một trường đại học danh tiếng của Canada. Cuối năm 2020, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn chín muồi, tiến sĩ Trương Văn Tiến quyết định trở về Việt Nam. Anh chia sẻ có động lực hồi hương sau một cuộc nói chuyện với người anh có tâm huyết, đồng thời là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực sản xuất optics của Việt Nam. Hơn 20 năm ở nước ngoài, đi qua hơn 20 quốc gia, hơn 50 thành phố, tham gia nhiều dự án và báo cáo khoa học ở các hội nghị quốc tế. Nhưng với tiến sĩ Trương Văn Tiến, không có gì tuyệt vời hơn khi sống ở trên quê hương mình. Tiến sĩ Trương Văn Tiến cho biết, tôi có thể dễ dàng định cư và có con đường khoa học thăng hoa ở Mỹ, Canada, Đan Mạch, Thụy Điển, Singapore hay Hàn Quốc, nhưng đó đều không phải là quê hương của tôi. Hãy like và subscribe kênh Nghị Lực Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.